Dưới 300k mua dòng toner đơn nào chính hãng và sử dụng ok cho ở nhà, cho trẻ con, cho người lớn trong nhà. Thì đây chính là dòng toner đơn mà em muốn giới thiệu đến anh chị em và các bạn. Các bạn, đây là dòng toner đơn cô đốt nha. Dòng toner đơn cô đốt. Và mã của nó là cô đốt CHC536. Em sẽ mở ra, bóc ra công toner đơn này cho anh chị mình xem này. Đầu tiên là về cái phụ kiện của nó là có đầy đủ phụ kiện. Cữ, hai cữ có 4 size là 36, 9, 12. Một cái adapter sạc, một cái dầu trai công đơ và một cái chổi vệ sinh. Cái đây là dòng công đơ và nó là nhỏ gọn, đơn giản và là chính hãng. Loại tốt anh chị em mình nha. Ở cái hãng cô đốt kìa em chắc là không cần phải giới thiệu nhiều cho anh chị em mình. Đặc biệt là những người làm salon, những là người cắt tóc, thợ cắt tóc thì là cô đốt là một cái dòng rất là ok rồi. Và nó là vào Việt Nam khoảng 3-40 năm nay rồi. Anh chị em mình nhé. Đây,